Cho em hỏi, mấy bà bộ coi phim ngôn tình quá 180 phút hay gì mà thấy người yêu mình có bạn thân khác giới là tự mặc định rằng người đó sẽ xen vào chuyện tình cảm của bạn thân vậy? Em và Hoàng chơi với nhau từ cấp 2 đến giờ rồi, cũng ngót nghét chục năm chứ có phải ít đâu. Đấy, nghe tình bạn nồng thắm lắm đúng không? Thì đúng là có thân đó mà thân ngay đấy lo. Vì sao? Thằng Hoàng không bao giờ nói đỡ cho em về chuyện bạn gái nó hiểu lầm. Biết thế ngày xưa không đánh mấy thằng kia để bảo vệ nó thì chắc giờ em đã không bị đánh oan nhục nhã như vậy. Em bị dính vào kiếp nạn này hồi lúc em và thằng bạn tốt nghiệp cấp 3. Hồi đó sau khi học xong em tìm việc làm luôn để góp chút tiền trả sinh hoạt phí nếu lên đại học. Ngày đó em đi làm phục vụ quán trà chanh, trà sữa thôi. Do đi làm nên em cũng không còn gặp Hoàng thường xuyên. Cũng nghe cậu ấy kể là đã có người yêu tên là Trang, mới yêu nhau được hơn tháng. Nói vì Trang ấy thật sự rất là xinh, lại còn rất dễ thương. Nghe Hoàng kể thì em cũng rất là thích gặp Trang, nhưng ngại Hoàng nên thôi. Nhưng mà cái nết Trang kỳ lắm nha, con bé đến quán em làm việc rồi nó ăn oan trong quán. Chị là bạn thân của anh Hoàng đúng không? Nói thật, trên đời này làm gì có bạn thân khác giới. Khôn hồn thì tránh xa anh Hoàng ra. Anh Hoàng là người yêu của tôi. Chị bớt làm mấy cái trò con mèo đó trước mặt tôi đi. Ôi trời ơi, con này không ngại. Nhưng người ngại là em. Trông nó nói như là con giấm giới. Thế mà mới đầu em còn khen nó. Em cũng biết ý từ khi Hoàng công khai người yêu Thì em cũng ít khi liên hệ với cậu ấy rồi Thế mà bằng một phép màu thần kỳ nào đó Con này nó vẫn hiểu lầm là Em có ý gì đó với Hoàng Chắc nó xem nhiều tớp tớp quá đây mà Em đuổi thẳng cổ trang ra Nể mặt thằng Hoàng em không đánh thôi Chứ không là nhừ đòn với em Nhân tiện thì quán có một nhân viên mới đến Tên Mai, nhỏ hơn em một tuổi Em với Mai rất nhanh đã trở nên thân thiết Và cũng tìm hiểu nhau Định là nếu hợp sẽ tính yêu luôn Chuyện này em chưa nói cho Hoàng Định bụng khi nào xác nhận quan hệ với Mai thì mới báo Thế mà chưa kịp kể chuyện Thì thằng Hoàng đã tìm em Kể lễ nói với Trang cãi nhau Rồi rủ em đi nhậu Thế là nhân tiện đem rủ Mai đi cùng để ra mắt Mai luôn Em muốn vừa an ủi nó Vừa cho nó thấy em đã không còn cô đơn kiếp nạn mới chính thức bắt đầu từ đây ngồi nghe hoàng u sầu kể về chuyện tình đầy trong gai của nó em thì cũng chỉ nghe cho có thôi chứ không có cho lời khuyên nghe tay này lọt tay kia em chỉ để ý xem mai bên cạnh có khó chịu gì không mà lạ lắm nha nghe một lúc lâu thì em thấy ớn lạnh sống lưng cứ như có một cặp mắt vô hình nào đó đang nhìn em vậy tự nhiên một tiếng kêu phát ra từ phía sau tựa như một điềm báo chẳng lành ê hai con quỷ cái Chắc tụi mày muốn đi đầu thai rồi mới đụng vô người yêu tao Đã cướp bồ người ta rồi Còn dẫn theo đồng bọn để dụ dỗ nó nữa hả Định thuy sâm hay gì Chuyến này tụi mày tới số với tao Trời ơi con Trang với mấy con bạn nó đứng lù lù Trước mặt chỉ tay vô em với Mai chửi Em sợ nó làm tổn thương với Mai Nên đứng dậy trắng trước mặt em ấy Chắc con Trang nghĩ em và Mai âm mưu cướp hoàng từ tay nó Nên mới làm ầm lên như vậy Nói thật có đem đến cho free em cũng không thèm Chứ đừng nói đến đi cướp bồ với trả giật bồ Em cố giải thích cho nó hạ hỏa trước, Trang đừng có hiểu lầm, mai là bạn của chị, chị mang em ấy đến đây để giới thiệu với Hoàng thôi, tại vì Hoàng cũng đang buồn chuyện hai đứa cãi nhau nên mới rủ chị đến để tâm sự. Mà không hiểu nha, mấy con này bộ nó lì từ trong bụng mẹ rồi sao á, nói hoài mà nó không hiểu, hay gì mà cứ oan oan cái mồm lên rồi phi đến lao vào em dặn xé, bọn bạn nó thì đứng ngoài quay video, thằng Hoàng thì như thằng bị tật cứ đứng như trời trồng nhìn con Trang đánh em, người yêu nó mà nó không biết đường cản hay gì, em đẩy mai ra. Không kẻo bị thương rồi cũng chiến đấu lại, khi nghe tiếng Trang kêu đau Thì Hoàng mới hoàng hồn vào can ngăn Em chỉ thẳng tay vào mặt hai đứa nó Nè tao nói cho mày biết Bọn mày lặm phim vừa phải thôi tao nói thiệt Cho dù cả thế giới chỉ còn một mình thằng dở này Thì tao thả ở nhà với bố mẹ còn sung sướng hơn là đến với nó Tao không thích nó Và cũng sẽ không bao giờ thích đàn ông Tụi mặt đần chúng mày hiểu chưa Cái lúc mà nó lao vô đánh tao sao mày không cản đi Bạn bè quần què gì Nghĩ hết dẹp mẹ hết đi Em kéo mai về xin lỗi em ý Vì để em phải nhìn những cảnh như này Thật sự em Ngại với Mai lắm luôn á Sau cái lần đánh ghen nhầm lồng lộn đấy Thì Hoàng và con Trang chia tay Mai cũng nghỉ việc không làm cùng em nữa Tụi em cũng không nói chuyện gì với nhau Quá sầu đời Em hỏi thằng Hoàng là vì sao lại cãi nhau với con Trang Nó bắt đầu giả ngu ngơ khờ khạo Kể lại hết mọi chuyện Nó nói tao bớt thân mật với mày lại Tại vì nó nghĩ tao với mày có mối quan hệ không lành mạnh Nên nổi máu ghen Xong nó nghe bạn nó suối rồi xài nít tao Rồi chặn hết mạng xã hội của mày Mà nó chẳng có một mình mày à Tao xin lỗi nha Em tức lắm luôn mọi người Nếu mà Hoàng mà nói ra nguyên nhân sớm hơn Thì em đâu phải bỏ lỡ bé Mai Và cũng không có bị con Trang đánh Từ lúc đó là em muốn tình bạn chấm dứt luôn rồi đó Nhưng mà nghĩ lại thì thằng này nó hèn lắm Nếu em mà không chơi chung với nó Chắc nó trầm cảm vì kiếp nạn yêu đương này quá Mọi người cho em lời khuyên với Không lẽ giờ em phải cắt đứt tình bạn chục năm này nếu không tiếp nếu mà tiếp tục á, thì khả năng bị đánh vì nhầm tưởng mình là bé ba chắc còn tăng dần theo thời gian nhưng nếu không chơi với nó thì em sợ nó tự kỷ. Em thật sự chỉ coi nó là bạn thôi hả? À. Người ít nói cũng được, người thảo mai cũng được, nhưng mà ấy, thảo mai không xấu mà người thảo mai quá thì mới xấu. Tại sao tôi lại nói vậy? Nếu các bạn đang cảm thấy sống mất lòng nhiều người, cứ tập thử cách sống thảo mai xem sao, như chồng tôi vậy. Anh thấy dù không khéo ăn khéo nói Nhưng lại được cái thảo mai quá trời Thế mà cũng được lòng thiên hạ phết mọi người Để tôi kể cho coi Từ ngày đầu tiên về làm dâu Tôi đã được chồng bổ túc cho một khóa gọi là tớp Những người họ hàng hãm nhất dòng họ Đứng đầu là bác cả của bên nhà trên Bác ấy không chỉ khó tính, soi mói Mà còn rất hay da dẻ Chồng tôi nói thẳng ra là ghét bác ấy cực kỳ Thế mà hôm ăn dỗ Lão chồng tôi vẫn ngon ơ Đến bàn bô lão mời rượu bác cả mặt tươi như hoa Cháu kính bác một ly. Lâu không gặp bác, càng ngày càng trẻ ra. Nhớ cái thời bác với bố cháu thân nhau như thế. Vậy mà giờ bố cháu cũng ra đi ngót nghét được 5 năm rồi. Bố cháu còn sống mới chắc ra chơi với bác suốt ngày. Tôi nghe mà còn cảm động huống chi là bác cả. Bác rớt nước mắt luôn ấy. Hai người nói chuyện cứ cháu khen một câu, bác khen một câu. Khen chồng tôi không ngớt. Nào là hiểu chuyện rồi giỏi giang. Nói tôi là phước lắm mới lấy được người chồng như này. Khi mà chỉ còn hai vợ chồng tôi mới hỏi. Ủa? Em tưởng anh ghét bác ấy lắm mà Sao mà nay hớn hở nói chuyện dữ vậy Chồng tôi phá ra cười Hóa ra chỉ là sự thảo mai của anh ấy Từ lâu anh ấy đã sống bằng mặt mà không bằng lòng Nhưng mà để tạo dựng nên mối quan hệ tốt đẹp Cũng như danh tiếng tốt Chồng tôi sẵn sàng thảo mai với cả những người mà anh ấy không thích Nhớ lần đi học lớp với chồng Tôi đã gặp được tình đầu của anh ấy Đó là Hoa Khôi năm cấp 2 Quên chưa kể với mọi người Tôi với chồng bằng tuổi học chung trường nhưng mà khác lớp Anh ấy học lớp chọn còn tôi chỉ học lớp thường thôi Thậm chí chồng tôi còn từng tham gia đội tuyển thi văn cấp huyện nữa Chuyện năm đó anh ấy tỏ tình với Hoa Khôi chấn động toàn trường luôn mà Bạn Hoa Khôi thấy hai vợ chồng tôi đến thì lập tức qua chào hỏi Anh chồng tôi cũng nhiệt tình đáp lại Rồi giới thiệu tôi với bạn Hoa Khôi đó Không quên khen người ta xinh đẹp Rồi đại mỹ nữ các kiểu Eo ơi tôi thề Lúc đó tôi nghe mà nổi hết cả da gà da vịt Nghe giả trân lắm luôn á Bạn Hoa Khôi đấy còn tỏ ra ngại ngùng nữa chứ Nói được đôi ba câu thì lại đi chào người khác Lúc này chồng tôi tắt nụ cười Ghét sát vào tôi thì thầm Eo ơi khiếp em có để ý mặt con Quỳnh Anh không Nhìn là biết nó sửa nát bét Mũi thì nâng như cái xào chọc dừa Mắt thì cắt mí Đã vậy anh nhìn hình như hình như là còn cắt hỏng hay sao ấy Rõ ghê Không đẹp bằng một phần vợ anh Nếu mà được quay lại năm cấp 2 Thì anh sẽ tác cho bản thân tỉnh ngộ Không làm ba cái trò tỏ tình vớ vẩn đó nữa Đấy đấy Lại bắt đầu chê người khác rồi Thế sao nãy không thấy anh chê trước mặt người ta luôn đi Nhưng mà công nhận Bạn hoa khôi đó trước cũng duyên Với có nét thật Mà đi thẩm mỹ về tôi lại thấy xấu hơn Trong lúc ăn uống Vẫn có mấy ông rõ vô duyên Ch... Chuyện của chồng tôi với hoa khôi từ đời nào Mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài Không thấy người vợ là tôi đang ngồi đây thù lù bên cạnh hả Chồng thấy tôi không được thoải mái Hỏi tôi có muốn về nhà không Nếu thấy khó chịu anh ấy cũng không thèm mở lại tôi cũng chán ngấy buổi liên hoan này nên có cùng chồng xin phép về trước ông bạn mâm bên cạnh có vẻ là say lắm rồi cứ chạy qua kéo tôi với chồng ngồi lại chồng tôi thấy phải cấu quá kéo tôi sang một bên ông bạn thì không hiểu gì cứ lôi kéo ơ à, hai người ở lại đi về sớm vậy mày không ở lại ngắm quỳnh anh hả trước mày mê bằng ấy lắm mà còn đứng trước lớp tỏ tình nữa giờ người ta chưa lấy chồng đâu đợi mày đó vô duyên hết thuốc chữa luôn quay qua thấy chồng tôi mặt mũi giận độ méo mó luôn khiến chồng tôi giận vậy là cũng đỉnh đó thật ra thay vì giận tôi muốn xem chồng xử lý thế nào chỉ thấy chồng tới đột ngột quỳ xuống rồi ôm tôi giả bộ khóc em ơi anh xin em đừng giận anh anh với cô ấy là quá khứ rồi cái thời trẻ nghe đấy thì biết yêu đương là gì đâu giờ anh chỉ yêu mình em chỉ có mình em tin anh đi đừng đánh anh nữa vết thương trên lưng còn chưa lành ô thế là tôi trở thành kẻ vũ thê luôn rồi sau buổi họp lớp ai cũng đồn là tôi đánh mắng chồng suốt ngày tiếng thơm thì chồng tôi hưởng còn tiếng xấu tôi lại hứng hết thế là tôi lôi chồng trẻ đánh cho một trận thiệt sao mà để có tiếng không có miếng vậy được anh ấy cũng phối hợp lắm ôm chân chạy quanh nhà thế mới thấy dù có thảo mai với người ngoài như thế nào nhưng mà đối với người vợ như tôi thì anh ấy luôn luôn nhường nhịn để gia đình hòa thuận luôn thật lòng quan tâm và chăm sóc đến tôi mọi người nghĩ người yêu cũ sẽ hãm đúng không nhưng mà đối với em mẹ người yêu cũ mới là cái thứ hãm nhất Em xin gọi mẹ bạn người yêu cũ là bà ta luôn nha, vì bà ấy không đáng đem tôn trọng. Trước đây lúc mới lên học cấp 3, em với Thành có học chung bồi dưỡng môn toán cấp tỉnh với nhau. Qua một thời gian học và đi thi thì tụi em có xác định yêu nhau. Dù là yêu nhau nhưng mà thành tích của hai đứa không hề đi xuống. Nói không phải khoe chứ, cả em và Thành đều học rất giỏi, cả trường đều đồng ầm lên. Em và cậu ấy xứng đôi như kim đồng ngọc nữ vậy. Nhưng mà chưa được bao lâu, tầm khoảng hơn 2 tháng, thì đầu tiên... Với chị của Thành nhắn cho em hỏi về gia đình em cũng như hỏi về em. Em đương nhiên lịch sự trả lời. Sau đó còn hỏi em đã xác định được học trường đại học nào chưa. Bây giờ bọn em mới lên lớp 10. Thật ra nghĩ từ bây giờ hơi sớm đối với em vì em vẫn cần thời gian suy nghĩ. Chuyện cứ tưởng sẽ kết thúc nhưng không. Mẹ của Thành đã trực tiếp gọi điện cho em nói rằng các cháu yêu đương sao cho cùng nhau tiến bộ chứ không phải là thuộc lùi. Con trai cô tiền đồ nó sáng lạng, cháu đừng có kéo nó xuống cái vũng bùng của cháu nữa. Em hứa với bà ấy là sẽ cùng Thành cố gắng hơn trong học tập. Lúc đó em với Thành yêu nhau rất tình cảm, nên em cũng bỏ qua hết. Đến trên cương vị của một người mẹ lo lắng cho con trai mình là đúng thôi, em cũng hiểu mà. Sau khi lên 12, bọn em đã dành thời gian đi ôn thi rất nhiều. Quyết tâm của cả hai là thi đậu vào trường thớp. Lần này bà ấy lại gọi điện một lần nữa, nhưng là gọi điện cho bố em và nói chuyện yêu đương của hai bọn em ra. Con gái anh chị thiếu hơi trai quá hay gì, bám con trai tôi dai như đĩa mong anh dạy lại con gái mình đi con trai tôi còn phải thi đại học tiền đồ rộng mở con gái anh á, nếu có ý định yêu đương lấy chồng thì tìm đối tượng khác bố em thì đứng về phía em cũng nói lại bà ta dâm ba câu nếu như không phải bố em có thói quen ghi âm thì mới đầu em còn không tin là bà ta nói vậy bố mẹ em hỏi rõ ngọn ngành rồi chửi cho một trận vì tội yêu đương bà ta thì cứ cách đôi hôm lại gọi điện cho em và gia đình em làm phiền rồi hăm dọa các kiểu nên em quyết định chia tay với thành Kể ra cũng tội bạn ấy Lúc chia tay bạn ấy níu kéo em rất nhiều Nhưng mà rốt cuộc cũng không thể thay đổi được cục diện này Chắc chia tay xong Thành thấy buồn Nên Thành tích có phần tuột dốc Thế rồi bà ta lại gọi điện chỉ trích em Em kính bà ta là người lớn tuổi Nên em mới không chửi Em chỉ nhẹ nhàng giải thích rằng tụi em đã chia tay rồi Đừng làm phiền đến em và gia đình em nữa Sau khi kết thúc kỳ thi đại học Nhóm bạn có rủ em đi liên hoan chia tay cấp 3 Em có gặp Thành trong đó Hai đứa em có nói chuyện qua lại với nhau, hỏi thăm nhau về cuộc sống cũng như tình hình thi cử ra sao. Thành cũng xin lỗi em về những gì mà mẹ cậu ấy đã làm. Mấy đứa bạn thấy vậy được đà trêu biết à. Quả thật nếu không có mẹ cậu ấy thì Thành quả là một chàng trai rất đáng để yêu và gửi gắm. Hôm sau ngủ dậy em thấy tiếng ồn ào ở dưới nhà. Xuống dưới thì thấy mẹ của Thành đang làm loạn ở dưới. Bà ấy nói năng lung tung lên. Anh chị không quản được con gái mình hả? Qua nó lại đi tìm con trai thôi khổ Có phải là loại ế chổng ế chơ đâu Mà sao cứ sáng vô con trai nhà người ta vậy làm gì Mọi người qua mà coi con gái nhà này nè Chuyên làm hồ ly tinh Đi quyến rủ trai đây nè Em nghe vậy vội cầm cái chổi ở góc nhà ra Quơ trước mặt đuổi bà ta đi Đây là động vào giới hạn của em rồi Sao mà bà ta lại trơ trẻn vậy Em cũng không cần thiết phải tôn trọng bà ta nữa Cháu nói cho cô nghe Học lực của con trai cô ở trường còn xếp sâu cháu kìa Nếu nói cản trở Thì cô đang cản trở tương lai của cháu đấy con trai cô cũng bấu lắm cơ Mà nghĩ ai cũng bu vào Mà kể ra có bu vào nhìn cô cũng khiếp vía ra Cô mà còn làm phiền gia đình cháu á Thì cháu báo công an đó Bà ta biết sợ nha Ra về nhưng vẫn không quên ngoái lại chửi thêm mấy câu Chắc ai phước lắm mới được làm con dâu bà này Đảm bảo không thọ qua 30 với bà mẹ chồng như này luôn Em tự tin trong kỳ thi đại học này Em có thể hơn điểm thành luôn Khi nào nhận được kết quả Em phải đập vào mặt bà ta cho bà ta sáng mắt ra mới được phải mất rất nhiều công sức, tôi mới khiến cho em hot girl xinh nhất trường đại học chấp nhận làm vợ tôi. Đến nay sau 5 năm kết hôn, tôi đã có một gia đình hạnh phúc với đứa con 3 tuổi. Thế nhưng chỉ vì kỳ euro này mà tôi với vợ lại chí chóe với nhau, đứng trên bờ vực tan rã. Chẳng là tôi cũng như bao thằng con trai khác đều có niềm đam mê với bộ môn bóng đá. Những giải đấu đỉnh cao, tôi đều chăm chú theo dõi. Nếu như có điều kiện, tôi cũng muốn mua vé đến tận sân vận động, chứ không muốn ngồi nhà xem qua màn hình như thế này đâu mà thôi chấp nhận coi qua màn hình cũng tốt năm nay lại tới kỳ euro tôi đầu tư mua hẳn một cái tv màn hình rộng lại còn mua gói cước thể thao để theo dõi cho thoải mái tránh tình trạng phải coi lậu như thời sinh viên thấy tôi cho thợ lắp đặt tv vợ đã lườm tôi cháy mặt chê lãng phí nhưng mà sau khi tv được lắp đặt ba ngày tôi đi làm vợ ở nhà xem những chương trình cô ấy thích nên cũng thích thú không khó chịu gì với tôi nữa từ đầu mùa giải tới giờ, tôi luôn dành thời gian buổi tối để ngồi theo dõi các trận bóng đá. Nửa đêm tôi còn nhờ vợ nấu cho bát mì hay món ăn vặt gì đó để vừa nhâm nhi vừa xem bóng đá. Lắm hôm vợ cũng ngồi xem cùng tôi, nhưng phụ nữ mà, cô ấy không hiểu gì về bóng đá, cứ chốc chốc lại hỏi khiến tôi không tập trung được vào trận bóng. Nên sau vài câu hỏi tôi đã phải gắt lên: "Em có thôi đi không? Lo mà tự tìm hiểu mấy kiến thức đó trên mạng." Trận đấu đang diễn ra trực tiếp, em cứ hỏi như vậy anh bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc đáng giá Biết không hả Sau lần gắt vợ đó Thì tôi bị vợ cho ra rìa Nửa đêm muốn ăn gì thì tự đi mà nấu Cũng chẳng có ai để bình luận về các trận bóng Suy đi nghĩ lại tôi tổ chức đưa bạn về Cùng xem cho đông vui Lần đầu vợ tôi còn biết ý nấu nướng tươm tất Để mấy anh em nhâm nhi xem bóng đá Nhưng đến lần thứ hai thì vợ mặc kệ Để chúng tôi coi tivi Chẳng động tay chân gì hết Đến lần này chuẩn bị lần thứ ba tụ hợp xem bóng đá Thì vợ tôi lại phản ứng gây gắt cô ấy mở mấy đoạn ghi âm giọng của con trai tôi cho tôi nghe. Tại sao bố được xem tivi suốt đêm mà mẹ không mắng bố? Con chỉ xem tivi tới 8 giờ tối mà chưa ngủ, mẹ đã mắng con rồi. Tại sao mẹ bảo trẻ ngoan là không được nói bậy, nhưng bố và các chú nói bậy thì mẹ im lặng. Tại sao mẹ bảo là không được gây ồn ban đêm, nhưng bố và các chú luôn hò hét. Còn nhiều đoạn ghi âm khác nữa, khiến tôi chết sững. Hoa trà mấy anh em vừa cà kê chút muội với chất cây, vừa trơm trả bình luận bóng đá, cổ vũ đội bóng hay cầu thủ yêu thích, tất cả đều lọt vào mắt của con trai tôi. Một đứa trẻ 3 tuổi đang học hỏi thế giới xung quanh, cháu đã bắt trước. Khi bị mẹ mắng thì cháu bức xúc nói lại, vợ tôi cho nghe, ghi âm giọng nói của con trai xong thì nói, anh thấy chưa, đi làm về chẳng giúp vợ được cái gì, còn banh với bóng, euro với euro, thấy con anh hư chưa, anh làm bố thì phải làm tấm gương tốt cho con chứ. Hôm nay anh mà còn tổ chức xem bóng đá ở nhà mình nữa Thì anh ra ngoài đường Ở hết mùa euro này luôn đi Thấy vợ dùng lý lẽ này để ngăn cản niềm đam mê, tôi bực tức nói: "4 năm mới có một kỳ Euro, bọn anh vui vẻ có chút xíu à. Vài hôm nữa hết Euro, nhà cửa lại yên tĩnh, có gì đâu mà em phải lo. Con mình còn nhỏ, hay bắt trước, vợ chồng mình cứ từ từ uống nắng, kiểu gì cũng là đứa trẻ ngoan." Ai dè vợ tôi lại gào lên: "Anh có phải bố nó không? Anh tưởng nó là một cái cây, thích uống sao cũng được hả?" Tôi còn chưa tính sổ mấy người bạn của anh hò hét, khiến hàng xóm qua nhà mắng vốn. Ngày nào các anh cũng xả đầy vỏ lon bia thức ăn vương vãi, một mình tôi dọn bỡ hơi tai. 4 giờ sáng mới được đi ngủ, chứ đâu như các anh, coi bóng đá xong là lăn ra khò khò, không biết trời trăng gì. Tôi không hầu nổi anh và mấy người bạn của anh nữa. Hôm nay tôi đưa con về ngoại, anh muốn làm sao thì làm. Đó, vợ tôi bế con về bên ngoại thật. Giờ cũng sắp đến giờ cơm tối rồi mà trong nhà không có món gì. Lục tủ lạnh cũng chỉ còn được mấy quả trứng gà, ít rau củ, Tôi không biết đến đêm khi đồng nghiệp đến nhà, biết nấu cái gì đãi họ đây. Đã vậy lùng tìm ví tiền để đi chợ mua đồ, thì tôi thấy la đơn ly hôn vợ đã ký sẵn để trong ngăn kéo nữa. Vợ tôi quá đáng thật, chỉ xem bóng đá thôi mà, có cần phải làm vậy không? Tôi có gái gú cờ bạc gì đâu, giờ làm thế nào để vợ quay về nhà đi chợ để mọi người? thiệt luôn á ông trời đúng là không cho ai cái gì tất cả ha được cái này thì mất cái kia thôi nè như em là một ví dụ điển hình luôn á mấy chế nghĩ mà nó buồn gì đâu luôn á em hơn ba chục tuổi rồi không có thiếu cái gì trơn nhà lầu xe hơi tiền tài danh vọng đủ hết trơn trọi thiếu mỗi tình yêu mà khi tình yêu đến thì nó lại trớ trêu vô cùng nghĩ đến á chỉ khiến em cảm thấy đắng lòng thôi thú thiệt với mọi người em cũng là bột tôm thôi à mà với độ tuổi ba lăm như em á thì trong giới chắc em bị gọi là cái loại bột một tôm già mất tiêu rồi ha làm sao bằng mấy em trai mơn mởn sáu muối cục nào cục nấy nét căng được em á, thì em chỉ có một cục thôi cục tiền chà bá lửa đâu đó tạm chục tỷ trong ngân hàng thôi hả à. cũng ít thôi thì em nhận ra mình thích con trai thì cũng khá là trễ đâu đó hồi 5 năm trước á khi mới tròn 30 cơ rồi từ từ em bắt đầu nghĩ đến chuyện yêu đương nè vì từ khi ra trường á là em cứ lao đầu và làm việc quần quật để mà cày kiếm tiền thôi mà em cũng không muốn nói ra chuyện này với gia đình vì sợ ba mẹ dòng họ sẽ thất vọng vì em cho nên nó em cứ giấu nhẹm đến tận bây giờ luôn á rồi em cũng không có thèm gồng làm gì vì em là bóng già mà Còn lại hướng nội nữa cho nên nhìn bên ngoài người ta tưởng em là đàn ông chuẩn men Chứ đâu biết bên trong là một tâm hồn mong manh nhạy cảm đâu Thì có ba mẹ cũng may mối cho em vài người Dĩ nhiên là bóng mà làm sao em thích phụ nữ được đúng không Cũng may là nhà em có một đứa em trai còn trẻ Cho nên nó hy vọng nó có thể giúp em làm tròn nghĩa vụ của một người con trai Chứ em thì bích cửa rồi nhưng mà em thấy em già quá rồi đó phải nếm được hương vị tình yêu thế nào em mới mãn nguyện cơ từ nhỏ em đã thích ăn xôi mà đến giờ thì cũng vậy nha chỉ khác một chút là giờ phải là trai xôi thịt thì em mới chịu <laughs> thế là em suy nghĩ đến chuyện là đi kiếm em bán xôi trên một cái app hàng họ màu xanh xanh với cái profile khủng như em thì chuyện tìm được một người ưng ý đâu có khó đâu mới chế sau bao nhiêu lần tìm kiếm thì ứng, em cũng tìm được một anh trai chỉ mới hái chục tuổi nó tên là huy rồi nè, lúc mới nhìn trên hình thôi em đã chảy nước miếng rồng rồng rồi đó trời. Tới khi gặp thì anh um, em càng rạo rực hơn nữa. Em hẹn Huy đến một quán bar trước khi vào việc vì em cũng ngại á. Em hướng nội mà mới chế. Mọi người thông cảm tí nha. Hôm đó, Huy ăn mặc cũng đơn giản, áo polo, quần tây mà cũng không thể nào ém nổi mấy cái bó cơ cuộn 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 trên người của em được. Trước mắt các làm thấy là chắc đêm nay mình sắp tắt thở rồi đó. Lấy lại bình tĩnh sau ấn tượng ban đầu, em bắt đầu nói chuyện nha. Giao lưu này nọ, thì biết á, nhà Huy cũng thuộc dạng có tiền. Hai anh em nói chuyện qua lại đâu đó cũng hơn hai tiếng chứ nhiều. Khi đã ngà ngà say, Huy dìu em đến một phòng khách sạn đã được đặt trước. Vừa thả em nằm xuống giường Huy nhào vô người em như một con hổ đói luôn Sáng âm Sam tỉnh dậy trong cơn ê ẩm Vì trận chiến tối qua đó Thấy Huy nằm bên cạnh mà tự nhiên em động lòng quá trời Trong đầu em chợt vụt lên suy nghĩ Muốn có tương lai với Huy Vì cậu ấy là một người cũng tốt bụng Đặc biệt là cũng hợp khẩu vị của em Đó, nghĩ là làm liền mới chế Sau hôm đó em chủ động nhắn tin với cậu ấy nhiều hơn ha Rồi hẹn đi chơi nè ha Kể cả việc hẹn làm thêm vài nháy nữa <laughs> Hai người cứ như vậy mà quen nhau chắc cũng hai tháng rồi đó thì em có nghĩ là chuyện cơm ao Lúc đầu hơi chần chừ Nhưng rồi em dẹp qua suy nghĩ đó Khi em biết tin á Thằng em trai của mình thông báo sẽ dẫn người yêu về nhà ra mắt phải nói trời đất ơi em mừng quá trời quá đất Vì thằng em của em sắp cứu mạng em rồi Em không đẻ được thì nó cũng là người đẻ giùm em Để mà có cháu cho ba mẹ đồ đó Buổi ra mắt được sắp xếp một nhà hàng nha Em á thì có việc bận cho nên đến hơi trễ Chỉ có ba mẹ em á là đến trước thôi Thiệt sự nha em cũng hồi hộp Không biết mặt em dâu mình như thế nào Đến nơi mới chế em sững sờ khi phát hiện ra Huy ngồi cạnh thằng em trai của em ừ, Em bất ngờ đến mức há hốc cái mồm của em luôn Cứng cái họng luôn, nói được dĩ trơn á Thấy em ngạc nhiên á, thì em trai hỏi là em có chuyện gì hôm Thì á, em mới lấy được, được bình tĩnh, giả vờ như cái có chuyện gì xảy ra Huy thấy em có mặt ở đó thì mặt nó tái xanh như cái tàu lá chuối Bối rối, bối rối, làm gì cũng xúc sổ đổ tháo trơn Thì có buổi ra mắt cũng diễn ra êm xuôi đi em cứ nghĩ là ba mẹ sẽ phản đối rồi sốc lắm thực ra hai ông bà đều rất là vui vẻ đón nhận huy như một đứa con rể luôn á về nhà mà em phiền lòng lắm luôn quý vị ơi định là sẽ chia tay với huy vì biết cậu ấy cắm sừng em mà không nở vì lỡ mê huy quá trời mất khuy cho em không sống nổi quá không ở đành nói chuyện hai đứa quen nhau cho cả nhà biết vì em cũng không muốn là làm cho em trai và ba mẹ bị sốc nữa mà nếu như dây dưa mãi thì sau này mọi chuyện sẽ càng khó xử hơn nhức đầu thì có mọi người ơi em có nên nói ra mọi chuyện trước khi quá muộn không vậy ai trị con bóng nhà rủi tình giùm em với coi Thiệt nha, dù lỡ trên phim hay là ở ngoài đời thì em vẫn thường nghe mọi người nói về kỷ niệm lần đầu tiên chạm mặt. Hồi ôi nó lãng mạn lắm, như là kiểu anh hùng cứu mỹ nhân đồ đó, rồi là trúng tiếng xét ái tình đồ đó. Vậy mà sao tới em nó kỳ cục dữ trời. Lần chạm mặt đầu tiên của em với người yêu định mệnh của cuộc đời lại diễn ra theo một cái hướng mà. <laughs> nó ảo vãi trưởng, em không biết là nên khóc hay nên cười luôn á cả nhà sự tình bắt đầu khi vào tháng 3 gần đây này nha khoảng thời gian đó trời nóng quá đi cho nên đám bạn của em á, nó thường rủ nhau đi bơi chung mọi hôm á nha anh em tụi em thì bơi với nhau vui lắm mà hôm đó em thấy có gì đó lạ lạ sao á hình như là nước hồ bơi nó mát lạnh hơn mọi khi đấy lúc đầu cũng nghĩ là ừ chắc là do hồ bơi người ta mới thay nước cho nên nó mát lạnh vậy thôi mà đến khi trèo lên bờ thì em phát hiện ra <laughs> cái quần của em nó lủng một lỗ chà bá lửa <laughs> em cũng chẳng biết nó rách từ khi nào từ khi em ở nhà hay là đến hồ bơi chơi đùa dữ dội quá nên nó mới rách đó trời rách quần thì đã xui rồi đi vậy mà hôm đó em lại chủ quan không mặc quần lót bên trong và tính mặc dậy cho nó mát đó thế là từ trên trời rớt xuống một quả hồng treo gió lủng lẳng ngay ngã ba của em <laughs> khi phát hiện cái lỗ thủng đó nha trời ơi em vội hốt khoảng bụng chứng lại đi nhẹ nói khẽ cười duyên đến phòng tắm rồi thay đồ lẻ lẻ đi về chứ bị anh em phát hiện thì tụi nó cười cho thối mặt nữa tính là tính vậy thôi chứ làm sao qua được ông trời tầm năm bước nữa là sắp tới cánh cửa thiên đường đó em định nhào vô cái buồng tắm thì em trượt chân té cái đùng Trời đất ơi, lúc đó nhà ai cũng nhìn về phía em, mà không phải nhìn cái mặt ngáo ngơ của em đâu, mà nhìn vô cái lỗ thủng của cái quần. Hàng nóng em giữ gìn suốt gần hai chục năm trời, bây giờ tiêu tan tành luôn rồi. Phơi bày cho chúng sanh nó nhìn hết trơn luôn. Ai mà thấy quả hồng chở gió của em cũng bụng miệng cười Còn cái đám bạn của em thì đứng đó cười banh, chành, cười lăn cười bò, cười khùng, cười điên luôn Không có thằng nào chịu tới đỡ em dậy luôn á má Mắc cỡ quá em á định lật đật tự mình ngồi dậy đó Đang chồm người đứng dậy thì một bàn tay luồn qua eo của em Rồi nắm lấy tay em đỡ dậy từ đằng sau Ui cái chạm đó như cái sung điện vậy đó Tự nhiên người em cảm thấy tê tê nha Em quay lại đằng sau thì cái sung điện đó nó nói truyền đi khắp người em khi mà người đỡ em dậy là một anh trai cao to, sáu múi, trắng trẻo. Em chưa từng gặp ai mà đẹp trai như vậy luôn á. Em là con trai mà mê đắm đuối luôn. Mọi thứ xảy ra chỉ trong tích tắc thôi. Mà em sợt nhớ ra cái cú ngã của mình vừa rồi á. Cho nên vội chui vào cái buồn tắm để mà thay đồ. Từ hôm đó ngày nào em cũng không quên được cái dáng hình của anh đẹp trai đó mọi người ơi. Hồi ôi cái bàn tay rắn chắc nha. Thân hình cuộn cuộn. Cái cảm giác có được đỡ dậy nó sướng tê người luôn. Trời ơi nó tức gì đâu tức á trời. Ước gì lúc đó đó em hỏi tên hay là xin in tư gì đó thì giờ đâu có khổ về dày đâu trời mà làm như ông trời thấu hiểu nỗi lòng của em cho nên đã cho em một cơ hội để mà gặp lại ảnh em nhớ hôm đó tầm 9 giờ sáng nha mọi người khi mà em đang ngủ nướng á thì có shipper lên tới tận phòng em gõ cửa ầm ầm luôn em định làm lơ vì em ghét ai làm phiền em lúc anh đang ngủ lắm mà bên ngoài gõ mãi à cho nên em phải ráng lết ra để mà nhận hàng em vừa mới mở ra thì em thấy cái mặt anh shipper này ủ quen nha Ủa hình như là anh đẹp trai đỡ em lúc em bị té hồ bơi nè em không tin cho nên dụi mắt rồi nghe mắt nhìn kỹ lại thì đúng là anh vậy luôn em nhìn mặt ảnh mà ảnh chỉ nhìn mỗi cái chân của em thôi à em cúi xuống xem ảnh nhìn cái gì bên dưới thì em phát hiện ra là chưa mặc quần đàng hoàng mà mặc một cái quần lót thôi vì cái nết của em ngủ thích mặc vậy cho thoải mái á má ơi lần trước đã ngại đi lần này ngại hơn nữa đã vậy còn trêu em chứ <laughs> à, hôm nay quả hồng treo gió được gói lại rồi hả em trời ơi nó nhột mà nó nhột quá trời ơi trời hai lần gặp crush trong tình huống vậy khiến em quyết tâm phải đàng hoàng hơn để mà ghi điểm trong mắt ảnh để anh không nghĩ em là một đứa hậu đậu lôi thôi lết hết như vậy được á mọi người Thế là nha, ngày nào em cũng đặt hàng vì em biết anh là shipper chuyên ship khu em <laughs> Nhưng mà em bị sao chổi chiếu hàng sao á Mỗi lần gặp ảnh là đều có chuyện xấu hổ xảy ra à Trời, hôm á té dấp ngã vào người ảnh Hôm khác á thì có cái ống quần của em kẹt vô cửa Mà em không có biết cho nên tét luôn cái ống quần Do đó mọi người, mỗi ngày em lại tự làm mình bẻ mặt trước mặt crush vậy đó, mới bao nhiêu lần á. Vậy mà không ngờ nha, nhờ em hậu đậu vậy, ảnh mới thích em á trời. Ảnh nói là em thích người yêu cu te, dễ thương, có chút ngớ sờ ngẩn, ngu ngu giống em á. Nghe cũng hơi buồn ha, mà vui chứ mọi người. Rồi ngày ngày trôi qua, không biết từ khi nào á, hai tụi em chính thức quen nhau. Tính kỹ thì hai đứa chính thức hẹn hò với nhau tạm tháng thôi, mà trộm vía là kháng khích lắm nha. Nhã dí có bồ ngon cho mấy bà nha mấy bà cho mọi người em đi coi phim mới hay thấy kiểu yêu thầm á người ta mà lại không dám nói ra để mà rồi crush mình rơi vào tay của người khác rồi lại tức tối rồi khóc lóc ỉ ôi mà đó là trên phim thôi chứ ngoài đời ai lại ngốc sần ớt như vậy đúng không mình thích người ta mà không dám thổ lộ thì mình thử xem người ta có thích mình hay không thôi chứ có gì đâu mà khó khăn trời đó là các cô em thử lòng thằng minh bạn em ngại quá <laughs> chia sẻ với mọi người nha em với Minh, bạn từ hồi cởi trường tắm mưa cơ rồi lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 thậm chí lên đại học thì hai đứa cũng dính với nhau luôn chắc cái này gọi là duyên á mà người ta nói gặp nhau là duyên mà cùng dính với nhau là nợ mà minh nợ em một mối tương tư á mọi người lần đầu tiên em có cảm giác thèm được minh yêu và quan tâm là hồi em bị tai nạn xe khá nặng kìa bị gãy một bên tay rồi chân luôn mọi sinh hoạt của em á phải phụ thuộc vô nó hết từ chuyện ăn uống đi lại thậm chí là tắm rửa thay quần áo trên sài gòn mà một thân một mình mình lại được nó quan tâm như vậy cho nên em cảm động lắm luôn từ đó vì sao em lúc nào cũng tơ tưởng một ngày em với minh hai đứa yêu nhau nó sẽ ra sao uhm, nhưng mà em cũng đắn đo không biết có nên nói ra hôm ta bởi vì thằng minh nó là trai thẳng mà trời lỡ em nói ra thì nó lại kỳ thị em rồi hả hai đứa em nghĩ chơi với nhau thì sao ta lúc đó em lại khổ hơn á nghĩ mãi vợ không biết làm thế nào cho nên em quyết định là thử lòng thằng minh luôn em giả bộ khoe nó là em mới có bạn gái này kia em bịa lên tận nóc luôn quý vị nào là um, bạn gái vừa đẹp vừa giỏi vừa ngoan lại vừa thơm nhà toàn là biêu đức thôi à mỗi ngày em đều khen một vài câu như vậy em còn cài tiếng chuông báo thức là nhạc chuông điện thoại để khi reo lên em giả vờ cầm điện thoại lên nghe đóng vai người yêu nói mấy câu mùi mẫn với bạn gái trước mặt thằng minh nó làm vậy tạm tuần nha mình bắt đầu tò mò gì của bạn gái ảo đó của em nó bảo em chứ Ê mày có bạn gái thiệt hả cho tao coi phở bò hay là có mặt bạn gái mày coi thấy ngày nào mày cũng khoe mà cho tao xem mặt dưới trơn vậy em mới đáp lại như vậy nè Ủa bạn gái tao thì mình tao biết thôi mắc gì mày tò mò làm chi em ngon lắm mày phải nói là có một không hai trên đời luôn á lỡ mày cứ bạn gái tao làm sao ba nghe em nói vậy nó biểu môi chứ cho coi thì thôi coi như em đã thành công khi mà thu hút được sự chú ý của thằng Minh đi. Đó, em bắt đầu bịa ra nhiều thứ hơn về của bạn gái giả của em nha. Thỉnh thoảng em về quê vài ngày, bảo với Minh á, em đi du lịch với bạn gái. Khi quay về thì em chi một ít tiền mua mấy món đồ hiệu pha kè về khoe thằng Minh chơi, bảo là bạn gái em tặng á. Có hôm á cũng kể chuyện lần đầu qua đêm của em với bạn gái cho nó nghe. Em kể chi tiết tường tận đến nỗi khi nó phản ứng đỏ hết cả mặt luôn á mọi người. Em làm đủ trọn vậy, chỉ mong mình nó nói một câu Tao không thích mày có bạn gái đâu. Mà chờ hoài, chờ hoài, thấy nó hé lời, thức ghê. Chỉ thấy nó cười sượng thôi à rồi thời gian trôi qua hai tháng vẫn không có bước tiến triển nào em thức quá mấy má em cũng chịu hết cái cảnh phải giấu giếm tình cảm vậy rồi cho nên ừ, em nảy ra một quyết định táo bạo chuốc say thằng minh để em nói ra tất cả trước mặt nó vì người say không còn tỉnh táo đâu em nói ra thì có thể nó sẽ quên được cái là em nhẹ lòng một đúng không mọi người tự nhiên rối quá nè em biết thằng minh chơi oách tù trì ngơ nga ngớ ngẩn lắm cho nên em bày trò oách tù xì ai thua uống cạn một lon liền ngay là tức rồi đúng như em nghĩ, mới chơi 10 lần nó thua hết 7 8 lần luôn quý vị, uống liên tục mấy lần nó mới ché, thế nó ngà ngà say rồi nha, ngã nghiêng ngã ngửa rồi thì em nói với nó chứ. À, mình à, tao có chuyện muốn nói với mày á, à, tao thích mày nhiều lắm, à, tao à, tao muốn hai đứa mình yêu nhau. Mày có yêu tao không? Mình gật gù hỏi em chứ. Nói gì vậy cha nội, mày có người yêu rồi mà nói khùng nó điên gì vậy? Em mới trả lời chứ cái đó là tao giả bộ để thử lòng mày thôi chứ tao không có bạn gái gì đâu tao thích mày lâu lắm rồi á cả hai im lặng trong vài giây luôn có vẻ như minh định nói gì đó nhưng mà không nói ra biết là thất bại rồi đó nên em cố tình đánh trống lãng chưa chơi tiếp đi Thì minh nó nói vậy nè ờ à, nam à tao cũng nghĩ mày thích tao từ lâu rồi nhưng nhưng mà tao xin lỗi mày tao không thích mày tao thích anh hai của mày trời ơi trời nghe minh nói vậy em bất ngờ tới nỗi rớt luôn lon bia đang cầm trên tay á sau đó thì tàn tiệc vì lúc đó em với minh đều cảm thấy khó xử cho nên chẳng biết nói gì thêm suốt cả đêm đó em cứ nằm trăn trở rồi rưng rưng khóc vì những gì minh nói em vui vì em biết minh cũng thích con trai giống mình nhưng em buồn vì người mà minh thích không phải là em nếu em không thử lòng minh mà nói ra từ đầu á thì có lẽ mọi chuyện cũng không như mong muốn của em vì minh thích anh trai của em dưới quê trước rồi bây giờ hai đứa ở chung với nhau mà không nói một câu gì hết trơn Không khí trong phòng lúc nào cũng sượng trân á Em không biết làm sao giờ nữa mọi người ơi